Mina san konnichiwa. Nào, hôm nay là buổi 10 rồi đây này, đúng không ạ? Đó, thế thì chúng ta đã like, chúng ta đã học rất là nhiều cái phần bài chữ Hán giống nhau rồi đúng không? Đó, nếu mà bạn nào chúng ta chưa xem thì các bạn sẽ cố gắng xem lại những cái bài mà trước đây xem đã like rồi nhá. Hay, ok, rồi. Chào tất cả các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu luôn nhá, Mina san. Hajimemasho. Hay, Ichiban. Rồi, chữ Hán này là chữ gì đây ạ? Rồi, chữ gì nhá? Thì bốn phương án cách đọc ở đây thì chúng ta sẽ có là kyo này, chữ này là dai này, chữ này là sai này, đúng không? Nghĩa là dai điều và cuối cùng là kyo kyo đúng không ạ? Đó, để nhớ duyên xe chữ này sẽ đọc là gì nhá Mina sống. Câu số 1 nào. Rồi, câu 1 này thì chúng ta sẽ nhớ duyên xe là chữ Hán ở đây là chữ giáo tài đúng không ạ? Giáo tài đó chính là tài liệu giảng dạy nhá. Và nhắc đến chữ tài này thì chúng ta sẽ nhớ duyên xe nó chính là từ dai trong từ dai điều. Giai điều là nguyên liệu đấy, đúng không? Đọc là giai các bạn nhé. Đọc là giai. Tuy nhiên thì các bạn sẽ nhớ cho em xem một vài từ giống với nó là nếu mà trên đây bỏ bộ gì nhỉ? Bỏ bộ mộc đằng trước thì nó sẽ là chữ gì nhỉ? Chữ trong từ tài, nó cũng là tài nhưng nó là tài năng các bạn nhé. Tài năng ấy ạ. Đấy, hay là chúng ta có từ tên sai, thiên tài này, sai nô là tài năng này, đúng không? Bỏ đi mỗi mình nó sẽ là tài trong từ tài năng nhá. Còn nếu mà chúng ta thêm đó là bộ gì nhỉ? Có một chữ nữa là bộ bối thì nó chính là trong từ sai phự các bạn ạ. Được chưa? Sai phự là ví đúng không? Có bộ bối liên quan đến tiền nong đó. Được chưa ạ? Ngoài ra mình có từ zin dai là của cái chữ này này, đúng không? Có bộ mộc thì nó cũng là zin dai chẳng hạn này nhá. Đấy, nó sẽ nhớ cho em xem câu này đó chính là e kiểu dày tài liệu giảng dạy ạ. Chú ý cho em xem một vài chữ Hán giống nhau nhá. Được chưa? Rồi, câu 1 các bạn đều chọn A hết rồi đúng không ạ? Tiếp theo là mình có câu số 2. Ni băng thì chữ này là chữ dục và chữ gì nhỉ? Dục và thất đúng không? Thất là phòng, dục là tắm và chữ tắm này xuất hiện ở trong từ abiru các bạn ạ. Abiru nhá, abiru. Abiru này, thấy chưa? Đó. Thế thì tắm thì chắc chắn đây là phòng tắm rồi, vấn đề là chúng ta có cách đọc là nhô hay là dầu cự, si chữ hay là gì chữ. Hoa cẩm chướng thì là si, cường cối cũng si, các bạn hầu hết chọn si đúng không? Có bạn 3 mét bẻ đôi chọn là A này. Thế các bạn nhớ cho em xem trước hết ý. Đó là cái chữ, đó là chữ gì nhở? Cảm giác thèm ăn đúng không? Shokuji, shokuyoku đúng không? Shokuyoku này. Đó, shokuyoku. Cho nhìn thấy giống không? Là nếu như có bộ kiếm đằng sau thì nó là chính trong từ hoshi. Hoshi là mong muốn đấy. Vậy là chữ Hán này nó có cùng bộ chỉ âm, vậy nó sẽ đọc là yoku các bạn nhá. Đọc là yoku giống với cái chữ dục này. Đó, vậy đây mình sẽ loại đáp án A và loại đáp án B. Tiếp theo là chữ gì nhỉ? Chữ thất này mình sẽ đọc là si chữ hay là di chữ? Nào, đó là yoku. Chúng ta nhìn lên viết chữ yoku di chữ nó là cái gì này? Đó, mình đang sẵn yoku di chữ này các bạn nhớ có ba cái từ, đó là từ sen di chữ là ngày hôm trước, to di chữ là ngày hôm gì là ngày hôm đó và yoku di chữ là ngày hôm sau. Các bạn nhớ vậy từ này chính là yoku si chữ nhá. Yoku si chữ nó là phòng tắm ạ, được chưa ạ? Si để chỗ. Đúng rồi, rất nhiều bạn đang chọn phương án C đúng không ạ? Nhớ nhá, yoku di chữ thì nó là chữ gì nhỉ? Dực và chữ nhật. Đó thì nó sẽ là ngày hôm sau cơ. Rồi, ok. Tiếp theo câu số 3 mình có chữ gì nữa nhỉ? Nào chúng ta sẽ có chữ Hán này là chữ gì nhá? Ô gì nhỉ? Ô có trường âm là ư có mấy ha bạn này. Ô trường âm là ô này, đúng không? Đai ha bạn hay là ô ba ha đúng không ạ? Sang bang mình xong, cô tay quá, nam bang đấy có, đúng không? Chữ Hán đây là chữ đại phúc đúng không ạ? Đại phúc. Chữ phúc này nó rất giống với cái chữ đó là chữ phó đấy các bạn ạ. Ví dụ nhá, chúng ta có từ phó từ chẳng hạn đúng không? Phó từ này, Fukushi chẳng hạn này, đúng không? Đó, Fukushi này, phó từ hay là Fukusacho, không phải si này các bạn nhé. Fukushi. Đây này, đây chính là phó từ này hay là Fukusacho là phó giám đốc đúng không? Nếu mà phó thì mình sẽ bằng bộ đai, bộ đao ở đằng sau nhá. Còn đây là có cái bộ gì đây đúng không? Giống trong bộ thị đúng không? Chữ phúc nha, đào đại phúc là gì nhở? À các bạn đang là bi đúng không ạ? Ô ha bạn đấy là nhớ từ oki chứ đúng không? Oki thì trường âm là ô chứ không phải là ô ư nhá các bạn nhá. Vậy đáp án cái này là chính là bi ô ha bạn nhá. Từ này chúng ta nhớ cho nên nghĩa của nó chính là gì? Đáng kể, một cách đáng kể ạ, tương đối đáng kể. Nhiều đấy, nhiều tương đối. Câu số 3 là bi nhá. Câu số 4 nào, thế này thấy các bạn đang chọn phương án đi đúng không? Chữ thủy chuẩn là tiêu chuẩn đúng không ạ? Tiêu chuẩn hay là mức, chúng ta có từ xe ca chữ suy dùn. À, chỗ này là suy dùn nhá, cho nên đánh nhầm đấy. Suy dùn các bạn nhá. Đi,
bạn nhớ cho em xem là cái chữ gì nhỉ? Chữ jun này xuất hiện ở trong từ zombie đúng không ạ? Zombie này còn từ này trong từ suy bì và ghép vào đó chính là suy jun. Các bạn nhớ từ xe ca chữ suy jun đó là mức sống đấy, được không ạ? Ừ, mức sống. Đi nhá. Hay, câu số 4 rồi, ok, câu số 5 nào. Cô băng mình có cái từ kê kê ngốt này, nani mự đúng không? Nếu mất từ mự ra ngoài chúng ta nhớ cho em xem là chữ tích nhá. Chữ tích này, tích này nó rất giống một cái chữ đó là các bạn nhớ trên xe nếu mà đằng trước của nó ấy, là chúng ta có bộ mịch thì nó chính là trong từ xe xe ki là thành tích nhá. Đó, đây là thành tích các bạn ạ. Thấy chưa? Còn nếu mà chúng ta thay cái bộ mịch thành bộ gì nhỏ? Bộ hòa là cây lúa thì nó là chất, chất đống ấy và chất đống chính là sư mự các bạn ạ. Sư mự nhá. Sư mự ạ. Đó, với đáp án câu này chính là B các bạn nhá. B đó chính là tích lũy kinh nghiệm, tích lũy trồng chất kinh nghiệm bi. Thế còn chư chư mự thì sao? Chư chư mự thì nó sẽ là chữ bao bọc và gói ghém, chán nó chính là chữ bao này này, được chưa? Tiếp theo cà cô mự thì nó chính là chữ gì nhỉ? Vây quanh đúng không ạ? Vây xung quanh chữ vi. Và tiếp theo mư sư mự thì nó chính là chữ kép là buộc đúng không? Ừ, đây chính là kép buộc này. Các bạn nếu duyên xe câu này chính là chư mự. Ngoài ra chữ tích này còn xuất hiện trong từ sạch kiêu cự tê kỳ là tích cực này đúng không? Hay là men xe kỳ là diện tích này. Đó, ok chưa? Ừ. Tiếp theo câu số 6 nào. Câu số 6 chúng ta sẽ có chữ này là hô phử. Hô phử cử. Hô tomi to hô phử. Câu này sẽ nên hỏi chúng ta về mạch cách phát âm của từ này thôi đúng không ạ? Chữ này là chữ phong phú các bạn nhá. Phong phú các bạn nhớ từ yêu tập yêu yutaka đúng không ạ? Yutaka yutaka đó chính là phong phú. Nếu mà đứng của mình là chính là yutaka nhưng mà ghép vào thì nó sẽ là gì nhở? Câu số 6 thế bạn Nhung Sú, Thúy Hằng này, Anh Phương đúng không ạ? Chúng ta đọc là phương án chất chốt là A hô phự phự không trường âm các bạn nhỉ. Nếu mà viết riêng ra thì chữ đằng sau chính là Tommy đấy các bạn ạ. Tommy đó là của cải và tài sản các bạn nhé, phú mà, phú của cải và tài sản, âm cưng âm mi, nhưng khi ghép với nhau thì mình sẽ đọc là hô phự các bạn nhé. E hô phự. Ai, rồi nhé. Tiếp theo là chữ mình đang sang câu số 7 thì vừa nói xong đúng không ạ? Đây chính là chữ tích cực đây ạ. Mang tính tích cực thì nhớ là bộ gì đây? Là bộ hòa nhá. Còn nếu mà chúng ta thay thay thành bộ mịch thì nó chính là tích trong từ thành tích nhá. Để cho em xe đấy. Nào bây giờ câu hỏi này chúng ta sẽ nhớ cho em xe là nó có gì nhỉ? Trường âm hay không? Nó có âm ngắt hay không này, đúng không? Tê kỳ thì giống nhau hết rồi nhá. Rồi đây tê kỳ giống nhau hết rồi ạ. Chúng ta nhìn cho em xe này. Đây là kiêu cự có trường âm này, đúng không? Kiêu cự không trường âm này. Xe này, sạch này, đúng không? Xe ki này. Câu số 7 là mình đã xong. À, cỏ lạ uyên uyên. Thuận đinh, giang hoàng. Ok, vân vân. Chúng ta đều chọn là phương án C đúng không ạ? Rồi, mình đã xong. Môi chi độ yon de kudasai. Sạch kyo cự tê kỳ. Sạch kyo cự tê kỳ nà. Và hantai với nó chính là gì nhỉ? Mang tính tiêu cực đúng không ạ? Mang tính tiêu cực đó là shô kyo cự tê kỳ các bạn nhé. Đây ạ. Shô kyo cự tê kỳ. Đây chính là chữ hán, nó chính là mang tính tiêu cực show ides có. Hãy suy nghĩ bằng. Chúng ta chuyển sang câu số 8 ạ. Chữ này trên đây vừa nói xong đúng không? Các nhớ không? Nếu mà cái chữ đầu tiên của mình có cái chữ đại phúc ấy là ô ha bạ đúng không ạ? Thì ở đằng trước của nó là chính là cái bộ này cơ. Thế nhưng mà ở cái chữ này thì đằng sau của nó là bộ đao. Và bộ đao thì nó là chữ gì nhỉ? Chữ trong từ Fukushacho là gì? Phó giám đốc. Hay là Fukushi là phó tử. Vậy chúng ta sẽ có từ này là phó. Và phó thì là gì? Phó là phụ đúng không? Ừ, rồi. Nào, tác dụng đúng không? Vậy đây chính là tác dụng phụ. Vậy tác dụng phụ thì nó sẽ là gì đây ạ? Fusayo, Fukushayo, Fukushayo trường âm này. Đây là sa cự yo đúng không? Đây là sa cự yo, phư sa cự yo. Câu số 8 các bạn nhớ cho em xem là yo là chắc chắn là có trường âm rồi đúng không? Vấn đề là cái chữ tác này bình thường chúng ta thấy là nó đọc sẽ đọc là sa cự đúng không? Ví dụ mình có từ là sa cự trạ này, là tác giả này, sa kêu cự cà này, đó chính là gì nhỉ? Là người sáng tác nhà chẳng hạn. Các bình thường onomi của nó chính là sa cự. Thì tuy nhiên là các bạn nhớ cho em xem là nó có hai onomi, một là sa cự và hai là sa, và trong trường này sẽ đọc là sa các bạn nhá. Ví dụ chúng ta có từ sa gyo này, không đọc là sa cự gyo nhá. Sa gyo này. Đấy chưa? Đó chính là chữ tác nghiệp, hay là mình có từ đô xạ này, đọc là xạ mà, không đọc là xa cự đúng không? Vậy tương tự là câu số 8 này, mình cũng sẽ không đọc là xa cự nhá các bạn nhá, và đó chính là Fukusayo. Đúng rồi, Fukusayo tác dụng phụ nhá. Xa. Ừ, đúng rồi. Đấy bạn Nhung Sú comment đó chính là từ gì đây? Ừ. Rồi, tiếp theo chúng ta chuyển sang câu số 9 nhá. Câu số 9 thì đấy là chữ vãng phục ạ. Chữ vãng đúng không? À, nếu mà nhắc đến chữ vãng này thì chúng ta sẽ thấy là nó rất là giống với một vài chữ Hán nữa.
nhìn trên xe gốc của nó chính là từ omonit đúng không? Omonit nó là chủ yếu hay là trong từ shoujin này, nó là chồng của mình không? Thì đây là chữ chủ nhá, đúng các bạn. Nếu mà chúng ta thêm bộ nhân phía trước, nó chính là trong từ sư mự, là từ sinh sống các bạn ạ. Sư mự là chữ trú ở nhá, sinh sống, hay là mình từ chiêu sộ là gì nhỉ, là địa chỉ đúng không? Còn nếu mà thêm bộ thủy đứng trước, nó chính là trong từ chiêu y là chú ý, hay là từ sô sô gự là rót nước, đấy là bộ thủy các bạn nhá, đấy chưa? Hay là mình thêm bộ mộc phía trước, nó chính là hashira. Hashira là cái gì nhỉ? Là cái cột, là cái trụ đấy các bạn nhá. Là mình sẽ có bao gồm bộ gì nhỉ? Đó là bộ mộc ở đằng trước. Đấy, có một vài chữ mà gốc của nó là như thế các bạn nhá. Được chưa? Hay là mình có từ chiêu sajo này, đúng không? Bãi đỗ xe thì mình phải có cái bộ gì nhỉ? Bộ mã đằng trước. Vậy chữ Hán ở đây là chúng ta có bộ gì nhỉ? Bộ xích, người ta hay còn gọi là nhân đè đúng không ạ? Thì các bạn sẽ nhớ nó chính là hai chiều. Và hai chiều thì trường âm là ô hay là ử các bạn ơi. Đó chính là, ok đúng rồi, hoa anh đào 3 mét bẻ đôi này. Đúng rồi, à, thành black, bi đúng không ạ? Ô có chữ âm là ư các bạn nhá. Ô phu cự đó là hai chiều, còn chúng ta sẽ có là katamichi là một chiều đấy ạ. Katamichi là một chiều, ô phu cự là hai chiều nhá. Ô phu cự kịp tự đúng không? Đó chính là vé khứ hồi đấy. Chúng ta chuyển sang câu số 10 nhá. Nhiên liệu nhá. Nào, nhiên liệu, à ok, nhiên. Nói đến nhiên liệu thì chắc chắn là đọc là Rio đúng không ạ? Thì Rio hết rồi đúng không? Đó, bây giờ mình sẽ là gen, nen, ne, tổ dê, mình đã sẵn A, B, C, D. Câu số 10 nào, xem đây thấy bạn Tài Em đưa ra phương án B, Huyền Trần Cường Cối đều là B. Thế các bạn sẽ nhớ câu này nhá, nhiên liệu đó chính là nen Rio. Và cái chữ Hán này gốc của nó chính là từ gì nhở? Từ môi đựa ạ. Mối hệ là gì? Nhiên là cháy đúng không? Mà muốn cháy thì phải có hỏa, phải có gì? Phải có lửa phải không ạ? Còn nếu mà chúng ta bỏ bộ hỏa đi, nó chính là tự nhiên thiên nhiên thôi, đó là si gen thôi các bạn nhá. Hay là mình có từ tên nên là thiên nhiên ấy, từ này vừa đọc là gen vừa đọc là nên nhá. Được chưa? Đấy, chữ nhiên trong từ thiên nhiên ấy thì vừa đọc là gen vừa đọc là nên. Nhưng mà nhiên liệu thì chỉ đọc là nên thôi ạ. Nên rio nhá các bạn nhá. Rồi. Hôm qua em làm sai câu này, tại vì là có rất nhiều bạn chúng ta đọc là gen đúng không? Rồi, nhưng mà từ nhiên liệu thì không đọc là gen nhá. Chúng ta chuyển sang câu số 11 nào các bạn ơi. Chữ này là chữ gì nhỉ? Bờ người ta gọi là bộ đẻ đúng không? Âm Hán là đẻ đấy, nhưng mà nghĩa của nó là đáy các bạn nhé. Đáy hoặc là đế. Chắc hẳn là chúng ta biết đến từ Hikui đúng không ạ? Hikui thì nó sẽ là có bộ nhân này. Đấy, có bộ nhân phía trước là Hikui đúng không? Thế nhưng mà chữ này thì chúng ta lại thấy là có bộ đằng ngoài là bộ nghiễm. Và bộ nghiễm thì ở đây chính là cái đế hoặc là đế dày này, hay là đáy lòng này đúng không ạ? Hay là đáy sông, đáy biển này thì chúng ta sẽ nhớ đọc là sô cộ các bạn nhá. Đúng rồi, sô cộ. Còn niwa thì nó sẽ là bộ chữ đình. Đây là chữ đình này. Đó, còn không đọc là tê nhá. Iwa thì ta biết rồi đúng không? Ai cũng biết chữ iwa đó chính là tảng đá và bờ đá, dốc đá này. Si các bạn nhá. Hay sô cộ. Đúng rồi, chúng ta có từ gì nhỉ? Triệt đẻ là tệt tê đấy. Tệt tê tê ki là triệt đẻ. Câu số 12 nào, câu số 12 mình có từ dự đúng không ạ? Dự gì đây nhỉ? Dự chắc nhá. Dự chắc thì là phán đoán đúng không ạ? Phán đoán. Yo không trường âm này, yo có trường âm này, hay là yo sô cự là âm ghép này đúng không ạ? Âm ghép hay là sô bình thường đấy các bạn ơi. Nếu mà nhắc đến cái chữ chắc này thì chúng ta sẽ nhớ lên xe nhá. Đó thì xe nên thường thường là thói quen là bao giờ cũng phải đưa ra chúng ta đi chữ Hán là giống nhau với nó thì các bạn sẽ gốc của nó chính là từ gì nhỉ? Chữ tắc ạ. À? Trong từ quy tắc nhá. Quy tắc thì đó là có bộ bối là tiền và đao là gì nhỉ? Là gì? Là giết, là chém đúng không? Vậy nếu mà quy tắc mà chúng ta không thực hiện là mình sẽ bị mất tiền và mình bị chém. Đó, còn nếu mà chúng ta thêm bộ nhân phía trước nó chính là chữ trong từ gawa các bạn ạ. Gawa là gì? Là phía nhá. Chắc này là phía. Còn nếu mà chúng ta thay thành bộ thủy thì nó là chắc trong từ gì nhỉ? Là trong từ đo đạc, là trong từ hakaru ấy ạ. Hakaru ấy này. Đó, bộ thủy là hakaru nhá. Đấy chưa? Và các bạn sẽ có onomi của nó chính là từ sô cự rồi. Và chữ dự để cho là nhớ từ yote không trường âm đúng không? Yote không trường âm, vậy tương tương từ này cũng không trường âm. Yô sô cự là A. Chắc chắn là đề thi N3 kiểu gì cũng sẽ có câu hỏi về mặt trường âm các bạn nhá. Với chữ Hán nó rất là dễ, nhưng nó sẽ khó ở cái chỗ nếu chúng ta không học chắc từ vựng, không học chắc về mặt trường âm. Đó thì chúng ta sẽ bị sai những cái lỗi sai rất là căn bản và đáng tiếc. Nhớ nhá. Ok, để ý cho em sẽ nói thật là chuẩn vào. Yô sô cự. Rồi, tiếp theo là mình có chữ cảm tình đúng không? Từ này chính là cảm xúc các bạn ạ. Cảm xúc. Chữ cảm tình là cảm xúc nhá. Nào, cảm thì chắc là không đọc là ghen đúng không ạ? Cảm mà. Chữ cảm này trong cảm này trong từ căng di dự là cảm thấy này, hay là căng đô là cảm động, căng xô thì là gì nhỉ? Cảm tưởng đúng không? Hay là chúng ta có từ căng sinh nó là hâm mộ và ngưỡng mộ đúng không? Thế bây giờ chúng ta sẽ có từ này là căng dô hay là căng
À, căng rô hay là ghen, ghen thì loại rồi đúng không? Rồi, xem đây vừa loại hộ rồi mà. Câu này không thể đọc là ghen đúng không ạ? Rồi, thế chỉ còn lại mỗi cô B thôi. Có bạn đang nhìn thấy là chọn là cô D, bởi chúng ta chắc là chúng ta nhìn nhầm một chút đấy. Căng rô nhá, căng rô, cảm xúc ạ. Chữ cảm tình là cảm xúc các bạn nhá. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ có câu số 14 nào. Okane nashi, nashi là nai nhá. No sekatsu wa nani nani da. Rồi, minasan, 14 bang no kotae wa nan bang desu ka? A, B, C, D. Dore, minasan? Nào, câu số 14 thì các bạn đang chọn D. Xem đây xem là không biết có bạn nào chọn phương án là C không nhỉ? Con nào chọn là karai không? Tại sao mà trên đây hỏi như thế? Bởi vì là chữ Hán này chính là chữ cay mà, đúng không? Chữ này là cay mà. Sao các bạn lại không chọn là karai nhỉ? Đây, đúng không? Đấy, đây là chữ cay là karai đúng không? Tuy nhiên là chúng ta nhớ ở trong trường hợp này thì chữ Hán, chữ Tân này chúng ta có hai cách đọc. Một là karai và hai là churai. Tùy xem nghĩa của nó là gì. Nếu như mà cay thì là karai, còn khổ sở ấy, cay đắng khổ sở ấy thì sẽ là churai các bạn nhá. Vậy cuộc sống mà không có tiền thì mình phải khổ đúng không? Nên là đáp án câu này phải là gì? Là đi nhá, là đi churai ạ. Đó, nên câu này là đi đúng rồi. Các bạn không ai bị lừa nhở. Sai quay thì là nhớ trên này chữ này là chữ hạnh nhá. Chữ hạnh trong từ gì nhỉ? Hạnh phúc đấy ạ. Asiawase đúng không? Asiawase này. Hân hạnh đấy, Asiawase. Ở bên trên là bộ thổ nhé, thì mình sẽ là Asiawase. Còn nếu mà là bộ gì nhỉ? Bộ lập thì nó sẽ là cay cú. Tiếp theo câu số 15 nào. Còn trên đây thấy là có bạn chọn B, có bạn chọn A này. Có chứ. Đương nhiên là phải like sửa đề thi N3 rồi đúng không? Đều đặn mà, tuần nào trên đây sẽ like một buổi. Tuần nào cũng thế đúng không? Có tuần thì là goi, có tuần thì là bưng bô, và cái đề đó thì trên đây đều sẽ post trước ở trên group chinh phục 140 để cho các bạn làm trước nhá. Thì các nên đã la đã đăng cho chúng ta bài ngữ pháp rồi đấy, thì chủ nhật tuần này trên đây sẽ like cái phần ngữ pháp đó đấy. Có bạn chọn B, có bạn chọn A này, sau câu 15 nhiều phương án thế. Chúng ta biết cái chữ đằng trước này chính là chữ nghị trong từ cai ghi chứ đúng không? Cai ghi phải không ạ? Nên là đáp án chúng ta không thể nào bi và đi được, bởi vì bi và đi nó là chữ kề chữ là trong từ kết mà. Thế này, kết luận nó phải là chữ này chứ nhở? Chữ kết trong từ kề côn ý. Mình sẽ loại bi đi nhá. Bây giờ ghi đông hay là ghi đô? Chữ rông này xuất hiện trong từ rôm bưng này. Nó nhớ từ rôm bưng là chữ gì nhở? Luận văn không? Đấy, vậy phải là ghi đông nhá. Ghi đông là nghị luận ạ. E để chỗ. Có rất nhiều bạn đang chọn phương án bi đấy. Kề chữ đông thì nó là kết luận mất rồi. Các bạn nhớ cho em xem là cái chữ nghị này rất giống với một chữ nữa nhá. Là xem xem bỏ cái bộ ngôn đằng trước đi, nó là chữ nghĩa đấy. Nghĩa trong từ y ghi này. Đó, bỏ bộ ngôn thì là nghĩa, còn thêm bộ ngôn thì là nghị nhá. Đây mình có từ t ghi là định nghĩa này, y ghi là ý nghĩa này. Được chưa? Hay. Câu số 16 nào. Judoku ban. Câu này thì chúng ta thấy là Sene, nhớ không nhầm là chúng ta vừa làm một cái câu là từ căng rô thì phải đúng không? Đây, đó chính là chữ cảm gì nhỉ? Chữ cảm và chữ tình đúng không, là cảm xúc đấy. Thì cái chữ Hán này nó rất là giống với chữ nên đang cho chúng ta ở đây. Nếu mà là cảm xúc ý, thì nó phải có tâm đúng không? Còn chữ Hán ở đây là bộ thủy các bạn ạ. Và bộ thủy nó chính là chữ giảm nhá. Và giảm này xuất hiện ở trong từ đó là từ Herimas. Heru các bạn ạ, Heru là giảm ấy. Vậy vấn đề là onemi của nó không thể đọc là căng các bạn nhá, mà nó sẽ đọc là gen, gen ạ. Còn chữ thiểu thì ta nhớ nó sẽ đọc là gì đây? Chữ thiểu là gì đây ạ? Câu 16. Thế nên chào bạn bạn Quốc Trịnh. Ok, các bạn đang chọn phương án B đúng không? Rồi chúng ta nhớ cho đây từ genso là giảm thiểu nhá. Genso ạ, đọc đi đọc lại cho nhớ đi ạ. Còn cái từ zogen này có một từ zogen đấy. Chúng ta chú ý từ zogen giúp bên xe nhá. Bởi vì chữ này rất hay gặp trong bài thi N3. Chữ Hán này nó bao gồm, nó đang sự kết hợp giữa chữ tăng và chữ giảm. Onomi của tăng và giảm. Tăng là phuê đự đúng không? Giảm là hê đự. Nhưng khi ghép với nhau thì mình phải là zogen. Vậy từ đó chúng ta sẽ nhớ cho nên từ zo này là onomi của chữ tăng. Nhớ chưa? Đấy. Rồi hôm nay xin đây chỉ cho chúng ta làm cụm này chữ Hán thôi.